Chào bác, tầm này nếu các bác nào mà có nhu cầu sở hữu một cặp loa Mỹ mà đòi hỏi cái cấu hình nó gấu, cấu hình gấu ở đây là nói đến cái đường kính bát loa bao giờ cũng vậy. À, những cái cặp loa gấu thì đường kính bát bao giờ nó cũng lớn. Thì với cái cặp loa mà gấu của gia đình đường kính bát 40 như cái cặp em đang quay đấy thì đây cặp này là một cặp loa cấu hình gấu và có giá hợp lý nhất tại thời điểm bây giờ. Một cặp loa Mỹ bát 40 có giá ngoài 20 triệu một chút xíu. Nó chỉ tương đương với những cái dòng loa của Nhật thôi. Cho nên là cái tầm tiền này rất là thích hợp để các bác chơi. Đây là cặp Infinity 152 các bác nhé. Sở hữu một bát 40, hai loa chung và một loa tép. Tép Polishell, đặc trưng của Infinity. Infinity thì nó có những cái dòng khác, ví dụ dòng chung emit tép, chung emin tép emit. Dòng này là tép Polishell, sở hữu hai chung chung kép và bát 40, cho nên là đây là một cặp loa có cái thiết kế cấu hình tương đối gấu, và cái cấu hình về loa gấu này rồi về hình thức của nó nhìn cũng rất là gấu, cặp loa cao to hoành tráng đấy. Chất âm của con này thì nó khá là đều dải, chơi tương đối đa năng. Đặc biệt thì anh em có thể tận dụng để kết hợp để hát karaoke. Đấy, clip này em sẽ ghép nó với một con đẩy của Mỹ. Đấy, con đẩy của Mỹ, chọn lọc được hai con đẩy của Mỹ. Con 810, Kra 810, các bác nhìn thì nó hơi khác con 810 em hay quay một chút. Bởi vì đây là con đẩy Crown 810 hàng dày. Dày tức là chiều dày của nó dày hơn những cái con mỏng thì gọi là dày. 810 nó có mấy dòng, dòng dày, dòng mỏng. Và trong dày nó có dòng dày, nó có dòng điện 220 và điện 120. Mỏng cũng vậy. Thì đây là con dày điện 120 made in USA. Con này nó có công suất là 450W một vế. Tức là công suất nó rất là gấu. Nó rơi khoảng 900W. Tổng công suất chạy 24 sò. Thì cái con này thì nội lực của nó thì nó quá là lớn rồi, nội lực của nó thì rất là khủng rồi. Thì hôm nay em sẽ test 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 mộc nhá. Test mộc cho các bác thấy là tại sao mà anh em về Việt Nam lại vẫn cứ ưa chuộng Crown. Nhưng con đẩy này chỉ ngoài chục triệu nhưng sở hữu cấu hình hay này và chất âm nó cũng rất là hay. Cái design của nó thì nó tương đối, nhìn nó tương đối pro, nhìn nó tương đối giống hàng chuyên nghiệp. Đấy. Nhưng mà anh em xem nhé, anh em sẽ để ý cái clip này em sẽ test mộc đây. Test mộc cho các bạn nghe, tiếng nó rất là hay luôn. Rất là hay luôn, thậm chí đây các bạn nghe chỉ cần nghe mộc như này cũng rất là tuyệt vời. Chưa cần phải quan sát. Bây giờ các bạn nghe thử đi.